Thưa quý vị và các đồng chí, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn khu vực biên giới biển. Dự và chủ trì hội nghị có Thượng tá Nguyễn Hùng Sơn, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Từ tháng 9 năm 2019 đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, bắt giữ, xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển xăng dầu trên biển với quy mô tính chất ngày càng phức tạp. Cụ thể đã phát hiện xử lý 18 vụ với 20 đối tượng và một công ty có hoạt động vi phạm pháp luật về mua bán, vận chuyển hàng hóa, chất cấm, một vụ vận chuyển hàng điện tử đã qua sử dụng. Trong đó, ra quyết định xử phạt 14 vụ với 15 đối tượng và một công ty với tổng số tiền 458 triệu đồng. Phát hiện bắt giữ 25 vụ với 43 đối tượng khai thác vận chuyển khoáng sản trái phép, tịch thu hơn 11.000 mét khối cát, 1.000 viên đá chẻ, buộc khôi phục tình trạng ban đầu 24 mét khối cát, 93 mét khối đất và 12 mét khối đá. Phát hiện bắt giữ và xử lý 2 vụ với 4 đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển di vật cổ vật, bảo vật quốc gia có nguồn gốc bất hợp pháp. Tịch thu bàn giao cho Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 565 hiện vật là cổ vật. Để tăng cường hiệu quả đấu tranh loại tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nội dung nghị quyết, chỉ thị, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và địa phương, Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng thời chủ động nắm chắc tình hình từ xa để phát hiện sớm tội phạm, duy trì chặt chẽ hoạt động kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, vùng biển. Kiểm soát tàu thuyền, ngư dân khi ra biển, nhất là khu vực cửa khẩu, cảng biển, cửa sông, cửa lạch. Tăng cường lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm trên các địa bàn trọng điểm. Kết hợp đấu tranh thường xuyên với các đợt cao điểm tấn công tội phạm, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, lực lượng chức năng, phối hợp chặt chẽ, kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Đẩy mạnh tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khu vực biên giới biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.